Xin chào các bạn nhỏ đã đến với kênh YouTube của trung tâm Anh ngữ San San Ta Trường Yên. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với lesson 6 với tiêu đề đó là bạn có muốn uống gì không? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Lesson 6, bạn có muốn uống gì không? Do you want something to drink? James, bạn muốn ăn món gì không? James, would you like something to eat? Không, tôi no rồi. No, I'm full. Bạn muốn uống thứ gì không? Do you want something to drink? Vâng, tôi muốn uống một ít cà phê. Yes, I'd like some coffee. Rất tiếc, tôi không có cà phê. Sorry, I don't have any coffee. Được thôi, tôi sẽ uống một ly nước. A small glass or a big one? Ly nước nhỏ hay ly nước lớn? A small glass or a big one? Làm ơn, cho ly nước nhỏ. Small please. Của bạn đây. Here you go. Cảm ơn. Thanks. Không có gì. You're welcome. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở chủ đề tiếp theo nhé.